Trải qua 6 nhiệm vụ, ba Hồ Quốc Nguyên cùng con gái Hồ Gia Nghi đang dẫn trước với 13 điểm. Ba Phan Duẫn và con trai Phan Thế Vinh đã cố gắng theo sát với 12 điểm. Một điểm không phải là khoảng cách an toàn. Liệu có hay không sự lội ngược dòng hay lại là sự bứt phá ngoạn mục? Cùng đến với nhiệm vụ tiếp theo nào! Hai con sẽ luân phiên ném bóng vào sọt. Mỗi bạn có 5 lượt ném. Trong hiệp 2 của nhiệm vụ 7, với sự hướng dẫn của con, ba bị bịt mắt và đi đến vị trí của những quả bóng, lấy và ném bóng vào sọt. Bé Vinh có chơi không? Bé Vinh có chơi nữa không? Ha, mình nghỉ. Chơi nữa. Chơi nữa thì con chơi nghiêm túc. Còn nếu mà con không nghiêm túc là mình nghỉ ha. Mình không chơi nữa ha. Ha, tập trung thôi để hướng dẫn ba ha.